Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ động trời về Hoài Linh sau đáp trả gay gắt bà Nguyễn Phương Hằng. Thưa quý vị và các bạn, sau sự cố bà Hằng vạch trần, Đàm Vĩnh Hưng đáp trả gay gắt và lộ bí mật của danh hài Hoài Linh làm cho người hâm mộ một phen ngỡ ngàng. Nguyễn Phương Hằng đang là cái tên làm hoang mang trên mạng xã hội và cả giới truyền thông. Vợ ông Dũng lò vô livestream mỗi ngày để khẩu chiến với trang trần Đàm Vĩnh Hưng, bóc phốt danh hài Hoài Linh, khiến dư luận ngày một quay lưng. Cụ thể vào ngày 30 tháng 4 này, Bà Hằng nghĩ rằng Đàm Vĩnh Hưng đá điểu mình khi đăng status đầy ẩn ý. Bà Nguyễn Phương Hằng tức giận và phanh vui chuyện Mr. Đàm phải mua trả góp hộp xoàn trên sóng livestream. Bà cho biết số kim cương mà nam ca sĩ đang sở hữu là phải mua trả góp, không có cửa để so sánh với bà. Trong quá khứ, bà Phương Hằng và Mr. Đàm có mối quan hệ thân thiết. Đàm Vĩnh Hưng từng đến cơ sở kinh doanh của bà Hằng để hát. Sau khi lời qua tiếng lại, Mr. Đàm cũng chính thức lên tiếng lần thứ hai và cũng là lần cuối cùng của Mr. Đàm về bà Nguyễn Phương Hằng nội dung được anh cho hay, gần như tất cả tài sản của anh đều là trả góp. Mr. Đàm còn nhắc đến Hoài Linh là người đầu tiên dẫn dắt nam ca sĩ biết đến việc mua sắm kim cương. Tập cuối và không bao giờ nói thêm một lần nào nữa về câu chuyện hài nhạt nhẽo kia, vì tôi cũng có lòng tự trọng và cai tôi của chính mình, một màu sắc của riêng tôi. Chén kim long một người chỉ biết tôi từ ngày đầu tiên khi tôi cầm hai viên kim cương nhỏ do anh Hoài Linh. Người dạy tôi biết cho kim cương sao vì lại phiền đến cái tên thân yêu của anh và công ty bên Mỹ của anh hai triệu thưởng cho tôi vì album tình ơi xin ngủ yên bán quá chạy sau đó một năm tôi mới phát hành album này tại Việt Nam năm 2000. Chị hai của anh Hoài Linh là chị Phương Tram vo dắt tôi ra tiệm chị Ánh để làm mặt dây chuyền nửa mặt trăng có chữ hát và đính hai viên hai bên. Là một bài tính sơ đẳng nha, một viên kim cương cỡ vừa tay em thì cũng phải 100 đến 150 ngàn trở lên, gấp gì mà tàn nhẫn vậy tháng 2 đến 3 ngàn vậy mấy năm mới hết. Chủ tiệm lấy gì ăn, người ta bỏ số vốn ra như vậy để từ thiện cho người thích chơi kim cương. Nghe hợp lý ghê, hi hi. Trả làm 2 đến 3 lần thì có, nhưng không thể mặc giày làm hoài coi sao được. Lâu lâu kẹt thì làm một lần thôi, mà thật ra mình phải uy tín và khả năng in tài chính thế nào người ta mới cho mình góp chứ. Biết dù trả góp nhưng tất cả đều do mình cố gắng tích góp mới mua được nam ca sĩ còn khẳng định bản thân phải có uy tín mới được trả góp số tiền khổng lồ như vậy. Mà giả sử gặp người tốt cho mình góp kiểu nát bét tiền như vậy sao mình không nhận? Dùng số tiền đang có xoay vòng vòng đẻ ra số lãi để góp bằng tiền lãi ngu gì không làm. Nhà tôi khắp nơi đều trả góp hết, đâu có sao trời. Tài sản lớn mà, trong khi mình nghèo, mình trả dần trả dần thì cũng hết, phấn đấu là sẽ được. Mình trả bằng cái gì và ở đâu ra? chắc chắn là bằng tiền được thu về bằng cách bán phổi, bán mồ hôi, thanh xuân và cả áp lực bởi scandal đó là chưa kể tai nạn và mạng sống của tôi được treo trên xe và máy bay. Mình có cướp giật hay buôn bán ma túy, vũ khí hay làm băng hoại xã hội để có tiền đâu, chị em hãy yên tâm mà sống và tiếp tục công việc chị nha. Chị em mình vẫn thương quý nhau. Chắc chắn như thế. Hưng viết bài này là cũng có ý trả lời cho những thắc mắc và những bêu riếu châm biếm và hạ nhục hưng từ các comment hỏi đểu của những kẻ vô ý thức và chưa bao giờ trưởng thành thật sự.